Giờ đoàn đang năm nay năm con chuột thì có con chuột Kitty rồi các bạn. Bây giờ đang diễu hành ha. Nay tại thành phố Trà Vinh. Bây giờ mình cùng sẽ đi theo đoàn cho các bạn xem ha. Quá đông luôn rồi các bạn. Diễu hành bằng con chuột các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay đầu xe mình dí theo một vòng cho các bạn xem ha. Có bão. Được mai là có đang chỉnh á, thôi ăn.